Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong tác chiến hiện đại, vấn đề cơ động lực lượng cùng vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng trở nên quan trọng, trở thành yếu tố sống còn quyết định hiệu quả chiến đấu. Nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện của bộ đội, trước hết là pháo binh trong điều kiện mới, Xí nghiệp Liên hợp Z751 thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai đề tài nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo lắp đặt và thử nghiệm pháo 105mm lên xe Uran 375D. Quá trình thử nghiệm vừa hoàn tất với những đánh giá tích cực về tính khả thi cùng hiệu quả ứng dụng của đề tài. Để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp một tổ hợp pháo mặt đất trên xe cơ động được nhiều nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển, đầu tư nghiên cứu từ lâu. Đây được xem như một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh pháo binh của quân đội các nước chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí công nghệ cao. Nhiều sản phẩm theo hướng nghiên cứu này đã được chế tạo thành các trang bị phổ biến trong quân đội các nước và phục vụ xuất khẩu. Tiêu biểu là tổ hợp pháo 105 ly trên xe Max Zebra của Mỹ, CSA 155 của Pháp, 105 CH3 của Serbia. Hầu hết các sản phẩm pháo tự hành này là sự kết hợp của pháo xe kéo với các xe vận tải cơ động, lốp đặc hoặc bánh hơi. Xe tải Việt Giã ba cầu chủ động Uran 375D là một trong những dòng xe vận tải quân sự chiếm số lượng đáng kể trong biên chế trang bị của ta. Xe có trọng tải 4,5 tấn, kéo tối đa khoảng 12 tấn, sử dụng động cơ xăng công suất 180 mã lực, tốc độ tối đa 76 km/h. Với ưu thế là gầm xe cao, Uran 375D có thể di chuyển qua những địa hình phức tạp, đặc biệt là địa hình đồi núi. Dòng xe này đã trải qua quá trình diesel hóa, tiêu hao nhiên liệu giảm từ 30 đến 40%. Sàn xe rộng có thể bố trí được toàn bộ các trang bị và nhân lực của một khẩu đội pháo và xe. Pháo 105 ly là loại pháo mặt đất được sử dụng phổ biến trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thế kỷ 20. Đây là loại hỏa lực quan trọng sử dụng tiêu diệt các mục tiêu công sự, chế áp hỏa lực pháo binh do tầm bắn xa và độ chính xác cùng khả năng sát thương cao. Pháo 105 ly nguyên thủy được thiết kế do xe kéo. Do đó, các tính năng kỹ chiến thuật, hiệu suất chiến đấu chưa cao, đặc biệt là dễ bị tiêu diệt trong khi tác chiến. Tích hợp pháo lên xe được xem là phương án tối ưu để triệt tiêu tất cả những hạn chế kể trên. Việc lựa chọn xe Uran 375D để tích hợp cùng tổ hợp pháo 105 ly xuất phát từ sự phù hợp cơ bản về yêu cầu cũng như tính năng của chúng. Số lượng cái xe Uran 375D hiện nay có trong quân đội và thứ hai là cái số lượng pháo 105 hiện nay có trong quân đội ta. Thì hai cái số lượng này là nó phù hợp với cái việc lựa chọn. Cái cơ sở thứ hai đó là cái quan trọng, đó là cái tính năng chiến kỹ thuật của xe Uran 375D và của pháo phù hợp với nhau, có thể thích hợp với nhau được. Có thể là cái khối lượng của pháo 105 khi chúng ta đưa lên xe Uran 375D thì xe này hoàn toàn có thể là chở được và chịu được lực của phát bắn. Theo đó, việc tích hợp này vẫn giữ nguyên các tính năng kỹ chiến thuật của pháo nguyên thủy, chỉ phần xe kéo và càng pháo được tháo bỏ do không cần thiết. Thùng xe bị dỡ và thay thế bằng một sàn công tác chịu lực làm mặt bằng đặt pháo. Tuy nhiên, để đảm bảo xe có thể chịu tải khối lượng của pháo cũng như lực phát bắn trong quá trình tác chiến, một hệ thống ben hay còn gọi là chân chống thủy lực được sử dụng để thay thế cho các kết cấu cơ khí truyền thống. Hệ thống này nhằm giảm thời gian thao tác và giảm bớt sức lao động của bộ đội. Việc tích hợp các chân chống thủy lực cũng đòi hỏi phải được tính toán chi tiết. Pháo 105 là khi bắn thì lực tác dụng của bắn sẽ chịu chính lên hai cái càng pháo và hai cái bánh xe. Còn đối với xe Uran 75D thì lực phát bắn sau quá trình tính toán thì sẽ chuyển xuống hai cái chân chống chịu lực và bốn cái bánh xe phía sau. Giá trị lực này nó tương xứng với nhau, nghĩa là xe Uran 75D là hoàn toàn chịu được cái tải trọng cũng như là lực phát bắn của pháo 105. Phân bố lực của phát bắn qua hai cái chân chống thủy lực thì đây là một cái cải tiến đáng kể so với lại pháo 105 nguyên thủy. Việc xử lý tốt hệ thống chịu lực bằng những phương án tối ưu, độ dao động nhỏ trong quá trình bắn, độ ổn định cao, độ sai lệch sau mỗi phát bắn giảm đáng kể so với pháo nguyên thủy.
Hiệu quả này được chứng minh qua các chương trình thử nghiệm vừa qua. Cũng bởi giảm thiểu tối đa độ rung sóc, độ bền của tổ hợp pháo được nâng cao. Về cơ bản, so với pháo xe kéo, pháo được tích hợp lên xe Uran 375D có nhiều ưu điểm vượt trội. Các cái kết cấu của pháo sẽ được giữ được bền hơn so với pháo nguyên thủy. Cái thứ hai là cái số lượng pháo thủ đi theo cái khẩu đội pháo này là giảm so với lại cái pháo nguyên thủy. Pháo nguyên thủy hiện nay chúng ta có 7 khẩu đội pháo, 7 pháo thủ đi theo một khẩu đội pháo, hiện nay đối với xe này chúng ta giảm đến còn 5 pháo thủ. Cái thứ ba là khi mà lượng đạn mang theo xe thì lớn hơn so với khi chúng ta sử dụng nguyên thủy. Nhỏ gọn, cơ động, hiệu quả chiến đấu cao là ưu điểm của sản phẩm pháo cải tiến. Đặc biệt, số lượng pháo thủ được biên chế trong đội hình của khẩu đội pháo 105 ly mới tích hợp đã giảm tới gần một nửa, nhưng vẫn đảm bảo tốt các điều kiện tác chiến. Đồng thời, do tính năng kỹ thuật của tổ hợp pháo 105 ly tích hợp lên xe Uran 375D không thay đổi so với pháo 105 ly đặt dưới mặt đất, nên việc tiếp cận, tổ chức huấn luyện cho khẩu đội vận hành, sử dụng pháo thuận tiện và không mất nhiều thời gian. Do vậy, bộ đội sẽ dễ dàng làm chủ được các tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp pháo cải tiến, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện, chiến đấu. Trong đó, tính cơ động là yếu tố vượt trội được đánh giá cao ở tổ hợp pháo cải tiến tự hành này. Bài toán đặt ra đối với ban chỉ đạo đề tài là phải rút ngắn được cái thời gian triển khai chiếm lĩnh trận địa. Bình thường đối với lại một khẩu pháo nguyên thủy khi triển khai thì sẽ có rất nhiều các cái bộ đội phải chuẩn bị rất là nhiều các cái nội dung, nhưng đối pháo này thì chúng ta đến chúng ta triển khai rất là nhanh và chúng ta bắn xong chúng ta sẽ cơ động được ngay, thì giảm cái thời gian chiếm lĩnh trận địa và thời gian thu hồi pháo, do vậy là nó tăng cái khả năng sống sót của trang bị. Đấy, thì phù hợp với trong cái chiến tranh yêu cầu của chiến tranh hiện nay, đó là cái khả năng cơ động của vũ khí trang bị. Như vậy, việc tích hợp thành công pháo 105 ly lên xe Uran 375D đã tạo ra một tổ hợp hoàn chỉnh với những ưu điểm vượt trội về điều kiện tác chiến so với pháo mặt đất 105 ly xe kéo. Thành công của đề tài sản xuất loạt không này chính là tiền đề để mở rộng nghiên cứu, lắp đặt các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật khác lên các phương tiện cơ giới, từng bước tiến tới thiết kế, chế tạo những tổ hợp phòng không cơ động hoàn chỉnh để trang bị cho quân đội, nâng cao hiệu quả huấn luyện và tác chiến của bộ đội ta.